trong chương trình tư vấn du học Úc hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu với các bạn những lý do bạn nên chọn là thủ phủ Tây Úc, thành phố Perth làm điểm đến để du học khi mà du học Úc, và thông tin một vài trường khi mà chọn học tại thành phố này. Thì Perth là thủ phủ của bang Tây Úc, trải dài bên sông Swan tráng lệ và hướng ra King Park, bao quanh bởi Ấn Độ Dương lấp lánh. Và chính tháng trong năm thì thời tiết ở đây thì ấm áp và đầy ánh sáng mặt trời. Hàng năm thì Perth thu hút hơn 55.000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia. Và Perth là một trong những nơi có tiêu chuẩn sống cao nhất thế giới, nhưng chi phí thì lại rất hợp lý hơn so với nhiều địa điểm học tập khác. Và sinh viên quốc tế khi học tại đây thì sẽ được giảm 40% chi phí sử dụng phương tiện công cộng và cũng như là xe buýt đi lại ở các khu đô thị trung tâm thì được hoàn toàn miễn phí. Tại đây thì tỷ lệ tội phạm là rất thấp so với là các thành phố khác, đảm bảo an toàn cho sinh viên tại các khu học xá. Và khi mà lưu thông trên đường của thành phố Perth thì Perth là có sự đa dạng về văn hóa, tuyệt vời hơn với hơn 200 cộng đồng quốc tịch khác nhau cùng chung sống và học tập với nhau và làm việc tại đây. Các sản vật vườn tươi ngon, hải sản tươi sống và các món ăn địa phương đặc trưng thì cũng góp phần vào cái văn hóa ẩm thực phong phú tại đây. Và tại đây thì có rất nhiều cộng đồng cư dân giúp cho bạn kết nối những bạn bè cùng sở thích. Và dù bạn đến từ bất kỳ nơi đâu thì bạn cũng được chào đón và được tôn trọng tại thành phố này. Tỷ lệ thất nghiệp tại bang Tây Úc vào hàng là thấp nhất ở nước Úc. Điều này đồng nghĩa với việc là rất nhiều cái công việc ngoài giờ phù hợp cho sinh viên nước ngoài. Với visa đi học thì các bạn sinh viên được phép đi làm thêm là 40 giờ trên 2 tuần, hoặc là các bạn có thể là tham gia chương trình từ thiện cộng đồng. Đây cũng là cơ hội giúp cho các bạn học sinh trở nên năng động, rèn luyện tiếng Anh hiệu quả và cũng như là có thêm kinh nghiệm khi mà viết cái CV xin việc sau này. Người dân Tây Úc là một trong những người được hưởng lương cao nhất tại Úc, với thu nhập và toàn thời gian với mức lương trung bình cao nhất toàn quốc. Thì nếu như bạn có bằng cấp được công nhận trong danh sách các ngành nghề ưu tiên tại Tây Úc thì bạn có thể đủ điều kiện cho chương trình định cư tay nghề, và đó cũng là những cái lý do mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với bạn khi mà bạn chọn Perth làm điểm đến khi mà du học Úc. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn một vài ngôi trường tọa lạc tại thành phố này. Đầu tiên đó là trường đại học Madras. Thì đây là trường đại học lớn nhất và danh tiếng với một nền giáo dục đạt chất lượng cao. Trường được biết đến là một trong những trường đại học năng động, hiện đại, nổi tiếng và giảng dạy và nghiên cứu. Trong 13 năm qua, Madras University là một trong những trường đại học duy nhất ở Úc liên tục đạt được 12 năm liền đạt tiêu chuẩn 5 sao về sự hài lòng của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và trường cũng đạt được xếp hạng 5 sao về chất lượng giảng dạy do Good University Guide bảo chọn và là một trong 13 trường đại học của Úc nằm trong danh sách là top 500 trường đại học mà hàng đầu thế giới. Đồng thời thì trường cũng đã lọt vào top 100 trường đại học của châu Á Thái Bình Dương. Ngôi trường thứ hai đó là trường đại học Curtin, thì được thành lập năm 1987 với hơn 33.000 sinh viên đến từ hơn 105 quốc gia. Thì trường đại học Curtin đã tạo nên được danh tiếng trên toàn thế giới như là học tập năng động và sôi nổi. Chương trình học của trường thì đại học kỹ thuật Curtin đa dạng với nhiều chuyên ngành khác nhau để sinh viên có thể là lựa chọn từ chương trình dự bị đại học cho đến thạc sĩ. Ngoài ra thì trường đại học Curtin cũng cung cấp cho các sinh viên hướng tiếp cận đến một nền giáo dục linh hoạt tuyệt vời tại một trong những thành phố mang tính chất quốc tế nhất thế giới. Ngoài ra thì còn rất nhiều trường đại học nổi tiếng. Bên cạnh đó thì còn có những trường trung học phổ thông, trường cao đẳng hay là những học viện v.v. với chương trình học Pathway giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận với lại nền giáo dục tiên tiến. Chi tiết hơn thì các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam theo địa chỉ quận Nhất, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 08 38 48 79 hoặc là 08 38 38 2080. Chi
tiết hơn về trường thì các bạn có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tldvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, và Cẩm Trí cũng tin rằng là chắc hẳn là tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng là một cái cuộc sống học tập ở Úc có rất nhiều điểm khác biệt so với cái đời sống học tập ở Việt Nam của chúng ta. Vậy thì sinh viên khi đi du học tại Úc họ sẽ sinh hoạt như thế nào, cuộc sống ở bên đó ra sao? Thì có lẽ là Cẩm Trí muốn mời anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi là tư vấn du học của công ty Tân Đại Dương, anh sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Xin mời anh. Thì Úc là một đất nước thân thiện, người dân thì rất là nhiệt tình. Và một cái đặc điểm nữa của Úc là đây là đất nước đa văn hóa, do đó là tất cả mọi người đều được bình đẳng với nhau. Du học sinh Việt Nam rất là dễ dàng khi mà muốn hòa nhập lại với cái đời sống ở đây. Du học sinh sẽ dễ dàng tìm thấy những người bạn của mình ở một đất nước mới này. Không biết thì cái việc làm thêm ở bên Úc á, liệu rằng là các trường có cho phép sinh viên của chúng ta làm thêm ngoài giờ học hay không? Và nếu có cho phép thì liệu rằng là sinh viên của chúng ta có thể liên lạc với những cái cơ quan, những tổ chức nào để mà giúp đỡ họ thực hiện những cái việc này? Có rất nhiều cách để các bạn có thể tìm việc làm ở Úc. Thứ nhất là các bạn có thể tìm qua các trang web. Cái cách thứ hai, các bạn có thể tìm việc là thông qua những cái trung tâm tư vấn việc làm của cơ sở giáo dục hoặc là những trung tâm sinh viên. Và thông thường thì những cái cơ sở kinh doanh cũng có thể đăng những cái thông tin tuyển người về làm việc ở tại bản tin của trường hoặc là tại cái nơi mà họ cần người làm việc. Một cái cách thứ ba nữa là thông qua cái kênh truyền miệng, nghĩa là bạn có thể nói cho những cái người quen của mình cũng như là bạn bè thân thiết. Những cái công việc này thiệt ra chỉ là chuyện phụ, du học sinh phải luôn nhớ cái việc học của mình là việc chính yếu, do đó cần phải sắp xếp cái công việc làm của mình sao cho phù hợp với cái chương trình học. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.